tình nghệ sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi cùng hát. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng để theo dõi chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ Talk Show ngày hôm nay. Cùng với Minh Hưng là vũ sư Đình Luân để chúng tôi giới thiệu về chương trình Hương Việt sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 sắp tới đây. Cảm ơn anh biết là đối với anh một người đam mê nghệ thuật bỏ rất là nhiều thời gian để chuẩn bị những cái show như vậy. Anh có thể chia sẻ thêm những cái sự chuẩn bị cũng như là cái phần trình diễn của ngày hôm đó thưa anh. Dạ vâng. Thưa quý vị, chương trình của ngày hôm đó là một cái dance show, là những điệu múa này nối tiếp điệu múa kia, không có MC. Thật ra nó rất là nhanh và rất là xúc tích. Thỉnh thoảng điểm ở giữa là những tiết mục đơn ca của các ca sĩ thân hữu, chẳng hạn như là Triệu Mỹ Ngân, Đài Trang, Mai Vi, Thanh Thảo. Và chương trình này bao gồm những điệu múa của ba miền Bắc Trung Nam, cộng với những dân tộc thiểu số như là Khmer, người Thái, người Mường, là những dân tộc có những điệu múa rất là đặc sắc. Và quý vị cũng đã biết rồi, 18 năm nay nhóm của Luân là dạy múa không lấy tiền cho các em Việt Nam, cùng với cái sự mà may quần áo y trang cho thật đẹp để làm rạng danh người Việt ở xứ người. Thành ra nhóm của Luân, nhóm Việt Cầm cần giúp đỡ về kinh tế. Mỗi năm thì đoàn Việt Cầm cố gắng làm một cái đêm fundraising, và đây là cũng là cái đêm fundraising của năm nay, của năm 2016. Thì giá vé là từ 35 đồng, hầu hết là 35 đồng. Có 2-3 hàng ghế đầu đó là dành cho những người vừa muốn đến thưởng ngoạn mà vừa muốn donate cho Việt Cầm, thì giá vé là 50 đồng, 70 đồng và 100 đồng, còn hầu hết là 35 đồng. Thì xin quý vị đến với Tú Quỳnh cũng như buonsaticket.com để mà ủng hộ cho Việt Cầm, coi như là cái một trong những cái nét gia sản, di sản văn hóa của chúng ta ở xứ người. Hoặc có thể liên lạc thẳng với anh không anh? Dạ vâng, vé thì Luân vừa mới đưa ra hai Tú Quỳnh và Bốn Sa rồi, Luân còn không còn giữ vé. Quý vị vừa thấy những cái poster, những cái hình ảnh màu sắc rất là đẹp, những cái trang phục mà các em và trong đây cũng định đọc một cái trích đoạn trong đây, nó là cùng theo bước chân của đoàn Việt Cầm cùng với các ca nghệ sĩ tìm về nguồn nước cũ, nguồn nước của văn hóa trải dài hơn 4.000 năm qua những làn điệu ca trù, dân ca, dân ngũ các miền cũng như là cái chầu văn đã được rất là khen ngợi rất nhiều. Những cái vụ điệu như vậy, anh phải chọn lọc và để trình diễn để đem lại cho khán giả thưởng ngoạn những cái chiều dài của lịch sử cũng như là nét đẹp của văn hóa. Khi mà trình diễn như vậy cũng như là khi mà hướng dẫn các em những lứa tuổi khác nhau, có những cái khó khăn gì khi mà tập dượt cho các em không thưa anh? Dạ, thưa quý vị cũng như thưa anh Cao Minh Hưng, là nói về khó khăn nội bộ thì hình như không có. Các em đến với Luân là cái lòng đam mê nghệ thuật, không ai ép các em đến. Thành thử các em rất là nghe lời. Mà cái nghệ thuật múa là nghệ thuật, nó đặc biệt ở chỗ là nó là teamwork. Không có cái ngã, không có cái ego, không có cái tôi ở đây. Là một. Hai nữa là tập luyện rất là đau, rất là cực. Ba nữa là mình không có được nổi bật như các ca sĩ. Rồi cộng với thời gian đầu là Luân rất là nóng nảy, rất là khó, thành ra các em nó sợ. Tới bây giờ Luân bớt đi rồi, không còn khó chịu, không còn nóng nảy nữa. Nhưng mà các em ấn tượng vẫn còn, là các em rất là nghe lời Luân. Coi như là về nội bộ thì không có vấn đề gì cả. Chỉ có vấn đề là sự ủng hộ của quý vị mà thôi. Một năm một lần. Như vậy là các em vừa học được cái nét văn hóa Việt Nam mà tập thể, cái tinh thần tập thể trong khi mà trình diễn như vậy. Có thể nói là một cái người như mà anh vũ sư Đình Luân đây bỏ rất nhiều thời gian công sức để hướng dẫn các em trong 18 năm vừa qua, một thời gian có thể nói là khá dài, để tiếp tục như vậy kiếp tầm nhã tơ, mà chắc chắn là quý vị phải thương mến những người như anh Đình Luân cũng như là ủng hộ các em. Đưa những phụ huynh nào mà chưa bao giờ có những cái dịp sinh hoạt như vậy, hoặc là có những em trẻ, nên đưa đến để các em thấy những người bạn cùng trang lứa của mình diễn tập như vậy, chắc chắn là cũng là đem cái niềm đam mê đến em. Cảm ơn em. Thưa quý vị, như quý vị cũng vừa mới xem cái tiết mục Anh Không Chết Đâu Anh đó. Tiết mục đó là Luân phải tập cho các em. Có những em xanh đó ở Việt Nam không biết chiến tranh là gì cả, thằng đám em diễn xuất không có được. Thì Luân mới kể những câu chuyện về chiến tranh, đưa hình ảnh chiến tranh ra. Và Luân cũng nhắc là các em là đang thể hiện lại, đang kể lại câu chuyện của cha mẹ ông bà mình. Thì các em hãy làm cho cha mẹ ông bà mình hãnh diện khi nhìn lại con cháu mình làm lại cái nước mắt mồ hôi giọt máu lịch sử mà chính cha mẹ anh em các em đã trải qua.
Thì sau khi Luân nói cái đó thì mấy em giống như là có ai nhập vậy đó. Tuy nhiên mà cái clip vừa rồi quý vị xem đó là diễn cho chương trình Tù Ca Xuân Điềm là the best. Tuy rằng clip đó là do một cái người cầm cái phone quay không có là chuyên nghiệp, nhưng mà Luân ngồi dưới Luân coi mà Luân cùng với khán giả rất là cảm động. Luân muốn khóc là bởi vì không ngờ là cái tác phẩm của mình lại làm cho mình khóc. Phải nói là cái sự có nhập vai và là có rất là có hồn để trình diễn như vậy. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin phép nhắc lại việc cầm Dance Show tại Strawberry Bowl Amphitheater số 12762 đường Main Street, thành phố Garden Grove sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng 5 Chủ nhật từ 7 giờ đến 9:30. Vé thì như là anh Đình Luân có thưa là có 70, 50 hoặc là giá vé 35 đồng, được bán ở Bonsa Tickets. Địa chỉ là bonsatickets.net, một địa chỉ rất là quen thuộc cũng như là nhà sách Tú Quỳnh. Một lần nữa thì mến chúc anh rất là nhiều sức khỏe để tiếp tục công việc của anh 18 năm, nhiều 18 năm nữa, cũng như hướng dẫn các em tiếp tục trở về nguồn cội, và chương trình sắp tới đây ngày 1 tháng 5 rất là thành công. Thì trước khi chúng ta chia tay quý vị khán giả, mời anh gửi thêm một tiết mục nữa để gửi chúng ta quý vị khán giả theo dõi chương trình, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn anh Cao Minh Hưng và đài IBC. Xin mời quý vị thưởng thức tiết mục múa Việt Nữ Kiếm, nói về niềm tự hào dân tộc của những người nữ anh hùng hào kiệt Việt Nam. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin mượn tiết mục này để nơi đây chúng tôi gửi lời chào đến quý vị. Một lần nữa, Vũ Sư Đình Luân và Cao Minh Hưng, chúng tôi xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý vị và hẹn quý vị trong chương trình lần sau. Văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên đến muôn nơi.